phút bù giờ của phiên giao dịch ngày hôm qua, đúng không ạ? Tức là trước khi vào phiên ATC thì thị trường giảm có 5 đến 6 điểm thôi. Đùng cái là ATC xong rồi chúng ta đánh rơi gần 20 điểm, tức là giảm thêm cũng khoảng 15 điểm nữa. Thị trường cũng đã từng có những cái lần mà mình có những cái diễn biến nó bất ngờ như thế. Theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là với cái tâm lý yếu của nhà đầu tư hiện tại, cũng như là cái mức thanh khoản nó quá là thấp, và việc khi mà cái lực bán xuất hiện vào khoảng 5 phút cuối giờ và chủ yếu lớn là vào phiên ATC, thì dẫn đến là nhiều nhà đầu tư cá nhân khi mà họ đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì khi mà thấy có một cái lực bán mạnh như thế thì cũng lao ra bán, và khi mà hết phiên thì không hiểu lý do vì sao mình bán, thì có thể là sau cái phiên ngày hôm qua nó là một cái hiệu ứng của đám đông. Và chúng ta thì với chỉ 15 phút ATC thì mình cũng chưa nói lên cái điều gì. Thì tôi nghĩ rằng là với những cái sự biến động bất ngờ như thế thì nhà đầu tư có thể cần thời gian mình đánh giá lại xem thị trường nó sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào. Cái việc đổ lỗi của chúng ta nó sẽ diễn ra với các lý do khác nhau, nhưng mà tôi nghĩ rằng là thị trường thì chúng ta cũng nói rồi, nó cũng giống như thời tiết, chắc chắn là trong một năm, kể cả chúng ta có nghĩ năm nay là một cái năm thời tiết tốt đi chăng nữa thì nó cũng có những cái ngày mà thời tiết rất là xấu và chả cần lý do gì cả. Đó thì chúng ta cần phải chuẩn bị rằng là trong cái quá trình đầu tư của chúng ta trong một năm 365 ngày ấy, thì việc gặp những cái ngày trong phiên hôm qua là chuyện khá là bình thường. Nếu mà chúng ta gặp 5-6 ngày như thế trong một năm thì tôi nghĩ cũng không phải là gì được quá đặc biệt. Dù tỷ giá chưa nguội nhưng mà nhiều nhận định cho rằng có thể sẽ có thêm một đợt hạ lãi suất trong năm nay. Với quan điểm của tôi thì nghĩ rằng là cái khả năng mà dư địa giảm lãi suất trong năm nay thì có thể là tương đối là thấp, bởi vì là chính phủ thì cũng đang cần phải đánh giá lại sau cái quá trình giảm lãi suất của mình thì liệu rằng là có đem lại cái hiệu quả tăng trưởng kinh tế thực sự hay không, hay sẽ đem lại cái những cái áp lực lên mặt tỷ giá. Bên cạnh đó thì thời gian gần đây thì ngân hàng nhà nước cũng liên tục phát hành tín phiếu để hút bớt cái thanh khoản dư thừa trên thị trường và nhằm cái mục đích là ổn định tỷ giá trong ngắn hạn. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là với quan điểm cá nhân tôi thì mặt bằng lãi suất đâu đó có thể đã được tạo đáy ở đây. Câu chuyện biết điều ở đây ấy, thì trong các nhà đầu tư lớn người ta thường vẫn đang nói rằng là khi mà để thành công thì chúng ta sẽ không cố gắng mà dự đoán trước các cái xu hướng của thị trường làm gì. Mà chúng ta thường cứ cảm nhận được cái diễn biến của thị trường đang có chuyện gì đang xảy ra và những cái phản ứng của chúng ta khi mà chuyện đấy xảy ra thay vì việc chúng ta cố đoán. Thì giống như anh Nam cũng không nên là cố gắng đoán một người phụ nữ đang muốn gì, đang muốn làm gì. Thế nhưng mà anh có thể biết được rằng là những cái câu chuyện gì đang xảy ra với họ và anh nên có những cái phản ứng phù hợp. Cá nhân của em thì em đánh giá thị trường theo như quan điểm của em thì sẽ là một người phụ nữ nóng bỏng. Bởi vì em đến với thị trường thì lúc nào em cũng nhìn thấy rất là nhiều cơ hội. Và em luôn tự tin rằng là đầu tư chứng khoán sẽ là một cái kênh mà giúp các phụ nữ có thể trở thành những người phụ nữ độc lập tài chính trong tương lai. Bắt đáy tiếng Anh bottom fishing đúng không ạ? Thì thường ra có cái câu nói đùa là thường khi mà chúng ta bắt đáy theo kiểu bottom fishing ấy thì nhiều khi là chúng ta giống như người đi câu cá, nhưng cuối cùng cái người mà mắc câu lại chính là chúng ta. Thì trong cái việc này thì cái hình ảnh cái dao rơi nó cũng khá giống bắt đáy ở cái thời điểm là chúng ta phải có cái khả năng tham minh rất là tốt để khi bắt đáy chúng ta bắt đúng được cái cán ở con dao, chứ không phải là khi chúng ta bắt đáy bắt đúng được cái lưỡi dao thì nói chung là cũng tang thương. Trong bắt đáy có một cái sai lầm rất hay gặp, không những ở Việt Nam mà trên thế giới, đấy là nhìn vào thị giá cổ phiếu. Nhiều khi mọi người bắt đáy khi mà cổ phiếu giá ví dụ như là 100.000 chẳng hạn thì mọi người sẽ thấy khó, nhưng mà nếu mà cổ phiếu đấy rơi còn khoảng 3.000 thôi thì mọi người nghĩ là cái rủi ro của nó thấp hơn, nhưng mà thực ra thì cái câu chuyện 3.000 hay là 100.000 giá cổ phiếu chả liên quan gì đến cái chuyện mà giao rơi cả. Khi về không thì chúng ta đều mất hết tiền.